À, hai này con à, bữa ta có chị cha vô gọi ta vì cha nha, vừa chủ vừa nằm nhiều rồi vừa cần tớ cho ta là nó chị chẳng hoa bữa con chị cha giờ con cứ lưu nhá, dịch tình gì dịch cứ lưu nhá, tháo quan xuyên liệu pháp quế lệ lệ chỉnh bữa giờ cho cứ lưu nhá, vừa ra tốn chưa có tháo chỉ hết hạ chỉ hôm nọ hết nè hả. Chà, mẹ xin hỏi á, như ta xí ấm bượn nhá, béo nhá, hình ta lõm bượn, phải phụ hát đó tăng lo dành lưu lo dẫm bượn, có tôi hát đó yêu chiếc béo kia hát đau nhờ phê vè, được bước cần béo xuân, mình cần hát đó xuân nhiệt cuối mình vui dẫm bê á, kiếm hai phụ tớ á, cũng sẽ mạng khá, tôi vừa hiểu tôi chẳng thì chẳng chẳng à, Ủa? hai hát à. Bên hải cháu à? Giờ giờ xe đã có cha hiểu cha ra cha với cha. Ơi giờ má hải con giờ hiểu chung thì nhất giờ hiểu chung thì nhiều. Giờ cha thảo trang hồ giờ cha hiểu bệnh ha. Cha về cha sủa hiểu công an dẫn tay. Giờ cha hiểu bệnh Rồi ha. y chưa bà con y bữa cha chủ mà chỉ mở lời cha chủ lo tập phun chọn hàng chọn cung chọn tăng phun yêu một tờ chủ thấy chưa lo ruộng nha, rồi y chưa bà con lo tu ruộng con tu cũng mua ăn bữa tại hang no tháo lại non hoa bữa chủ cha xin phun bữa hôm nay có lo mấy tu ruộng no cái mạng chỉ cha bữa quảng qua bữa hai y bữa hồ vừa có nhiều chìm hay chồng vừa diệt tiền thao quan trên vừa như vậy sẽ cho sai lên mẹ nhưng mà cái tiền trọng tạo em chưa đã khám vừa chả hơn những tụ có mẹ có lo tôi ruộng là tệ hơn nó lõm tôi ruộng này chả mà hai lo tôi quẩn ruộng hỏi chả vì tại thú hình tế trọng tạo ha ưu tế chỉ nhận vừa hát tệ biểu sẽ cho người ta xếp biểu hẳn chạy dịp biểu hẳn chạy dịp chuẩn rồi về Yeah, cha giống hai con luôn nè giống hiểu hai nhiều rồi giờ cha xuân tiên xuân tiền bây giờ cha đi xuống lại đó gì cha nè doan cái lào á thì sẽ ra tới à, cha mày tùng hiểu nha sẽ đi nào tới này hai vài á à, sẽ ra tới bắt chủ thả chẳng hồ giờ cha hiểu tu sẽ chủ bên trang tiêu phun mưa tại hôm ha à, tùng nhiên như bà ha. Ừ, nhìn vào lão tòa chưa chạm lão hàng bây giờ sẽ trả tài hai mà hai nhung hiện cha mà con tôi hai nhung như bây giờ dám hai nó hai nó thiêu tụ à, coi tôi ạ bây giờ sẽ trả tài Hai hai cái con cho ý kiểu bà con giáo trên thế thì chơi làm nhiều giống sẽ giúp giống rồi cha mày con thân nói yên của cha chủ lo lọ hết tại mình chỉ cha mở vương của cha chủ mình phải làm với nha lo với xuân này mình phải mình tải phải hai bộ phục bè à chắc có lo tôi rồi lo thật cha hổ vương lắm rồi cái chủ cha xin lõm tôi rồi nè như thế cho cha yên chủ thứ vui cha mày có thể chỉ nhà lắm tôi sẽ con nó nằm như cái chỗ này nó vừa mới hải lo tôi quên nó hiên hai cha y tâm mà chủ cho mà hai cha vừa có vừa lo quẩn bởi cho tiêu bền chứ nó vừa bền này vừa hẳm vừa nằm nhiều giờ hơn đâu vừa mày sẽ cha mà sẽ có dễ dễ nhẹ nhẹ lại hiểu gì hai cho à chúng tôi có gì hai bên xin miền luôn hay gì miền lộn thiện chân gì cũng sẽ trở lại Dạ con hôm nay ha hai gì con vừa ha giờ mà hai cháu á lại cháu giờ sẽ doan cao lão á đây giờ mà hai phụ cháu dạ con hôm nay là ha giờ không hiểu nhiều mà làm cao như cha cháu xuân thì như cháu xuân như con ở như buông có cháu chủ lo nha lo đúc vượng nó cha con à con nó nằm như mua hết hàng đóng vượng con mới mua ăn nữa vô hai nó hai cháu à mẹ anh ta sẽ chủ ấy là anh ta phải suy duẩn là anh ta cho cha duẩn
mà đã chín mấy giờ cho sai rán đi mẹ mà bạn sẽ chào mẹ hả mà vừa hai cái xe kì này nó dễ dễ nhẹ nhẹ kì chà chứ áp chứ tu à nằm nhiều kiếm khao rồi bữa nay nó chà áp tu hết tàu à nhưng mà luôn cua mùa tỏi nè mà có thể dịch quý mà nay tại thế mà sẵn làng này giờ ra phương hệ y làn mà phương hệ y làn tháo nó sẽ trả lời bữa này luôn là tu hai bữa lại quả mà giờ hai hệ yên hai tớ hai lo bữa nắm cho ngủ mà bữa trong đam trình trong miền lo bữa thuần của miền đồ chứ bữa miền này hát là hai lo bữa bữa hỏi có trả hà này bữa nay họ dám chẳng tổ lợi ông chẳng công á ông hỏi dám nó con tháo cái xe trả bữa cái xe liều tới chín tại sớm mà mạn cháu á ấy sẽ giá giá siêu mì giá siêu dưỡng anh kêu ấy thắt tình nhẹ tay chẳng lù hoài con tôi mày ơi lù hoài quỷ chiêu ha chẳng tại nhẹ toàn thú hồi toàn tiệt toàn xịa thúi xịa bụi trong ý nghĩa như vả tạm tạo ra có là sợ ê hay lại mà sau khi nói có dịch tạng thì kì lõm tu dưỡng lõm bụi kì lệ có chiếu lõm tu dưỡng xe tệ ha mà cha mà coi lại mà như vừa mới hay coi coi một lại ha mà xì cho xì ha ô có cái chèn hoa chín hoa dưới trên này thì mẹ chẳng làng nói như biết không coi mẹ tọt xe mà ngủ mà má gì chủ duẩn mẹ em mẹ cô chớ nhé mẹ tới lai chỉ chủ lẽ mẹ huệ chứ nó mẹ mảng y bùa hoa có hai phiến lại mà anh huệ chứ mà hai phiến nó kẻ huệ mà coi một lại ha ờ cha chủ bụi trong ô hay à cha hiếu yếm mà bụi trong ô ý chỉ thúi tôm bữa là tới có tạm bữa sau bữa gì bữa có bụi gì cái lấy mai bụi hay nhổ cũng tu ô cha chủ bụi tới bữa gì bữa kỳ yon lại không nhỉ yon lại yon mà như lại cũng chơi yon như hệ dính hai bụi có là hồ chấm mà hồ mà cao nạp bụi yon mua ta thật thì bữa ham cả nó xấu ừ ôi giờ giờ hệ dám hai con tôi nhà mà cha chủ nhập bụi cha chủ quảng nhập bụi quảng qua của nhập bụi tới nãy giảm mà tao hỏi tao xuất là tao qua đâu mà giảm nhiều tốt rồi tập giáo mày ha tao mới đi phun rồi phun xem phun giờ rồi phun xem phun giờ tại bữa đi họ họ pro mày xem ta bữa đi xuống ha lùm mà tao ha lọ xe ô tao chỉnh tốt đâu gì vô bữa quá vậy xe nó hải quân vậy xe bụi tốt tham vậy xe giá chủ bụi tới yếm bụi lọ thối lại tới bằng giá nụ hồ á, tổ quê giờ cho mà hồ á giờ cho chỗ thì tổ tự giờ chú hú mẹ, ở lò hồ hú giờ bún tế, mà tớ chỉnh hơi bây giờ cho sai rẻ mẹ, tôi sẽ mãi ngủ mà ma như thế rồi cho tổng một con nó hay bụi yếm bụi tim nhiều. Có mẹ sẽ có vài con rồi tế, thế mà từ bữa giờ đuôi yếm cho có rồi mà chỉnh được của mẹ sẽ cháu mẹ cháu hú lúng hồ rồi lúng mẹ chú hú vậy cho bún đuôi yếm cho con tôi lại nhỉ. Thế thì bởi em ai mà em sẽ làm phim chủ nói chứ béo ra thế cái lõm vườn do bởi thế cái chủ con bởi họ đi bung người cái xe làm bởi gì gì làm gì tới bởi cắm đúng bởi họ tại thế cho hai mất mưa tỏi bữa cái này hiểu nhà hiểu cao cha nhá ai chút như hai cái bữa lo ai lo cắm bữa lo bữa giờ chủ bữa cháu xì nhân viên bữa thấy chưa lo bữa tu nào phải tài mình nó cua phải mình nó tập trung để cho chủ bữa miệng cho xì nha thì cho lo kiếm tu lo cha lo như lo cha lo nha bữa lo xe to nó cua để chủ quảng qua quân tới thì bữa giờ tới heo bữa bữa rồi bây giờ là phim tàu ra bây giờ nó còn là ngày bữa tao dẫn sao tạm tao dẫn sao tạm thế nha mà là vô bờ đồ miền có nó bây giờ sẽ mà tu nha gì sẽ chủ ấy hay là ha giờ mấy con xăm sẽ chủ ấy ha nó vừa đồ hải ô sẽ trả chủ bụi tới tiền trong vừa tới bây giờ là vừa tới mình trả gì siêu mình siêu duẩn trả chủ bụi tới trong nha bụi tu xăm giờ trả ham tài với trả hạ hạ áp chủ lồng xăm tới nha có kỹ sư giờ mấy hải còn qua khăn nó mới giống những phong tài phải về hết thì cho những hiu tôi vừa chia giữa ấy lô bờ đồ miền có mà mơ buôn bự chia toàn giá thối bự chia lấy kinh xin thối bự chia phải suối địa đối thối bự chia ha thấy giờ tìm buôn mơ hụa lại luôn thế nào cái hụa mơ lại mới tao tẩy hụa như lại thì chuẩn mơ tung giờ cũng tẩy giếm thêm giờ mải giếm con co mẹ ai con thêm hả thà chả hổ bự xị ai ruộng như lo vừa cái lệnh con chiếu mất ruộng à như cháu nó lại ha mà có ai bê ai thêm pháo hả tìm bụi ấy yếm mà nhỏ tìm bụi ấy ta con đấy trả yếm mà con là cái lúc mà tòa họ bữa giờ họ đã hoa giảm cái sau nha có phải con kiểu ngày vài nhà xe
dạ nó có thêm bụi nó hại bụi thêm nó hại á thế sẽ đào hoa mày phun tò mình nó hại hết sẽ siêu dưỡng nó hại tôi phản rồi tao lọ ở ở này thì vừa xịa phun rồi ấm rồi phim chuẩn vừa xịa ấm rồi phim vừa ấm ra nó hại và là phim chuẩn vừa hại rồi rồi quảng qua tại lỗ mà tòi ô có cô hôm nay cô họ sẽ trả tám cái nàng lưu ý ham chủ động hai trăm nàng họ sẽ sử dụng tế nhé vậy bu khán con giờ sẽ trắng cái lưu nhé họ ấy nó diệt chủ nhưng họ hiểu nó bữa nhé dấu thấy đầu phiên nhà miền diêm xuân nó chủ thấy bữa ham tàng xin mà cá con sẽ ô mưa tạt giờ hát tàu giờ sẽ con vừa sẽ giờ sẽ trắng mày cười cho buổi trăng họ giờ sẽ gì sẽ giá chủ tiền nhé có mưa tạt là có sáp bụi tế nào hồi cha mày sẽ dùng hai sáp bụi tế ê con hôm nay ham hai con hưởng tham biết đó là hai là vương buồn phai vào đồ miệng có tụ nhé như vừa giờ sẽ tìm bụi tham xuống buồn tập ba sẽ tụ buồn vừa nhé có tham xuống chấm buồn tụ con là hôm bây giờ làm tụ gì tụ tôi hồi sẽ như này nó dài ngã nó có hạ hồi cho hiệu suất ô ha bây hiểu tế làm sao miền nó tại buồn phai được có sỉ miền tại trên cái buồn phai này dạ nó dây trái hội hiệu bây giờ quả như này hiện tạo bây giờ quả này hiện nay thế nhé hiện bữa chỉ làm một tại ta thấy nhiều lên nó sức ta hắn nọ ha con xếp bữa nào yêu ta nhuận thùng nhé Chúng mày muốn gì? Chúng mày muốn cái gì? Sao? Làm sao? Làm sao? Chúng mày muốn cái gì? Ở đây làm gì? Hả? Ở đây làm gì? Tao tao vào đây chơi. Tao làm gì? Tao vào đây chơi. Tao vào đây chơi. Mày muốn gì nữa? Hả? Anh ấy. Mày muốn gì nữa? Hả? Chúng mày muốn cái gì? Chúng mày muốn gì? Hả? Chúng mày muốn cái gì? Cút hết tao. Chúng mày cút. Tao quay lại tao tí. Cút hết tao. Cút. Mà em đã có người yêu chưa đấy? Em chưa có người yêu ạ. Nhà có mấy chị em ạ? À? Em có hai ạ, em là em út ạ. À, có anh trai hay chị gái nữa? Có một chị gái nữa. À. Anh tên gì ạ? Anh tên Huy. Nhà anh thì có mình anh. Nhưng mà em ra đường em phải cẩn thận với tên biến thái như nó làm nó vớ vẩn lắm. Chắc lấy giờ nó phụ anh rồi đấy. Anh không sợ nó đâu. Cũng trời cũng sắp tối đấy. Nếu mà Châu em nên đuổi về đi nhá. Dám mà làm khác mà dám dọa anh.